Tiếp theo, chương trình muốn gửi đến cho quý vị một câu chuyện đầu xuân nhân văn, ấm tình người của công an tỉnh Quảng Ngãi đã giúp một cụ bà 92 tuổi sau 15 năm thất lạc đã trở về đoàn tụ với gia đình trong những ngày đầu xuân. Vào tối ngày 14 tháng 2, công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin từ người dân địa phương về việc phát hiện cụ bà đi lạc. Cụ bà không có giấy tờ tùy thân, sức khỏe trong tình trạng suy nhược, mệt mỏi. Sau đó, công an thị trấn sông vệ đã đưa cụ bà về trụ sở để làm rõ và chăm sóc sức khỏe cho cụ. Do tuổi cao, sức yếu, không còn minh bẩn, cụ bà chỉ nói được từ đại lãnh. Mặc dù ít thông tin, lực lượng chức năng đã tích cực xác minh, phối hợp trao đổi thông tin với công an nhiều địa phương có tên đại lãnh. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã xác định được cụ bà tên Hỏa Thị Kiên, sinh năm 1932, là công dân của xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bà Kiên bị lãng trí, bỏ nhà đi đã gần 15 năm. Người thân đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có thông tin cho đến nay. Ngay sau đó, các cơ quan liên quan đã liên hệ xe khách đưa bà Kiên về đoàn tụ với gia đình ở Khánh Hòa trong niềm vui khôn xiết của gia đình.